Đặt một củ tỏi vào chỗ này, sau 3 đêm, gia chủ sẽ giàu sang sung sướng, tiền vàng kéo vào ầm ầm, ăn Tết cực giàu. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong phong thủy có rất nhiều cách để chiêu tài lộc và xua đuổi cái tà ma chướng khí. Nhưng mà ít ai biết được những cái thứ tưởng chừng như được quên lãng lại mang những cái tác dụng phong thủy vô cùng to lớn, đó chính là củ tỏi. Theo quan niệm của dân gian thì củ tỏi không chỉ là một cái gia vị mà nó còn có cái tác dụng trong phong thủy, trong cái việc là trừ tà ma nhờ vào cái mùi hương đặc trưng của nó. Nếu sử dụng tỏi một cách hợp lý, cụ thể nếu đặt một củ tỏi vào cái vị trí này trong ngôi nhà thì chỉ sau 3 đêm quý vị sẽ có cơ may đổi vận giàu sang, tiền vào như nước. Vậy thì đó là cái vị trí nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Vị trí thứ nhất là để tỏi trong phòng ngủ. Quý vị thân mến, phòng ngủ là một cái căn phòng riêng được thiết kế, bố trí để là cái nơi mà mọi người ngủ vào ban đêm hoặc là nghỉ ngơi, thư giãn vào ban ngày. Phòng ngủ là một trong những cái căn phòng giữ cái vị trí quan trọng trong ngôi nhà với cái chức năng là thư giãn, nghỉ ngơi để lấy lại cái sức khỏe và lấy lại cái năng lượng sau những cái ngày làm việc căng thẳng hoặc là gì, khi mà cần cái không gian yên tĩnh. Tỏi là một cái loại thực phẩm thuộc họ hành. Đây là một trong những cái loại cây gia vị dễ trồng ở một cái đất nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm như ở Việt Nam. Tỏi sẽ phát triển rất nhanh nếu gặp cái thời tiết hay là khí hậu thuận lợi. Cái việc chăm sóc cũng rất dễ dàng. Chính vì cái điều này mà đã có không ít gia đình người Việt, đặc biệt là những gia đình ở thành thị không có nhiều không gian đất trồng, đã lựa chọn cái loại cây tỏi là cho cái khoảng vườn của mình. Đối với người dân Việt Nam thì củ tỏi là một cái hương vị gia vị không thể thiếu trong cái món ăn đậm chất của người Việt và đặc biệt là trong các món nước chấm thần thánh. Trong cuộc sống hàng ngày thì bên cạnh việc sử dụng tỏi trong cái ăn uống thì tỏi cũng có vô vàn những cái tác dụng cực kỳ là bổ ích, như là làm thuốc chữa bệnh được trong đông y, hay là cái quan niệm của ông bà xưa ấy, thì tỏi có cái mùi đặc trưng làm cho yêu ma sợ hãi, nên là mang theo bên ngoài có thể tránh được cái âm khí hoặc là những cái uế khí không tốt và xua đuổi được tà ma. Cái việc để tỏi trong phòng ngủ có tác dụng rất tốt về mặt sức khỏe hay là tâm linh. Sau đây là một số cái tác dụng của tỏi trong phòng ngủ. Tác dụng thứ nhất là xua đuổi tà ma chướng khí, tránh cái vận xui đeo bám. Thì ngoài những cái tác dụng về sức khỏe thì việc đặt tỏi trong cái phòng ngủ ấy còn mang cái ý nghĩa về vấn đề tâm linh. Khi con người ta chìm vào cái giấc ngủ, lúc đó thì dương khí sẽ rất yếu và dễ bị cái âm khí nó xâm nhập, gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe và tinh thần. Để tỏi trong phòng ngủ sẽ giúp xua đuổi cái ma quỷ khí âm, tránh các cái vận khí xấu. Theo quan niệm của cha ông ta ấy, thì ma quỷ vong hồn rất sợ cái mùi tỏi. Mùi hương đặc trưng của tỏi sẽ khiến cho ma quỷ sợ hãi mà không dám đến gần. Tỏi lại càng đậm mùi thì chúng lại càng không dám tiếp cận với con người. Tác dụng thứ hai là lưu thông khí huyết và diệt khuẩn. Thì đây cũng là cái tác dụng đầu tiên được nhắc đến. Tỏi có tác dụng hành khí. Khi mà khí huyết lưu thông ấy, thì cơ thể các bạn cũng sẽ ngày càng được khỏe mạnh, ăn uống tốt. Đặc biệt là sẽ rất hiệu quả và giảm những cái cơn đau nhức trên cơ thể. Không những thế, khí huyết lưu thông đồng thời huyết áp của các bạn cũng sẽ được ổn định, giảm được phần lớn các nguy cơ về các bệnh tim mạch. Tác dụng thứ ba là ngăn ngừa một số các bệnh lý. Thưa quý vị, tỏi rất giàu cái chất dinh dưỡng. Tỏi cung cấp các loại chất dinh dưỡng như là protein, carbon hydrate, clo, vitamin nhóm B hoặc là sắt, canxi, kali, mangan và gì vào phosphor. Theo nghiên cứu chỉ ra rằng tỏi có rất nhiều cái hoạt tính, nhưng mà cái tiêu biểu nhất và là cái tác dụng cơ bản đó chính là các yếu tố đến từ acylin. Cái hoạt tính này có tác dụng là rất tốt cho cơ thể, ngăn ngừa và điều trị những cái bệnh lý khác nhau như bệnh gan, làm sạch động mạch vành của mạch máu, chống cảm lạnh, chống cảm cúm, đặc biệt hiệu quả trong cái việc điều trị bệnh liên quan đến đường hô hấp. Tác dụng thứ tư là giúp dễ ngủ và thư giãn, làm giảm đi cái căng thẳng. Cái mùi tỏi khá đặc trưng nên khi mà để vài nhánh tỏi trong cái phòng ngủ ấy sẽ cảm nhận được cái mùi vị không lẫn vào đâu được. Cái mùi của một lượng tỏi nhất định vừa đủ sẽ khiến các bạn cảm thấy dễ chịu. Bên cạnh đó, tỏi còn có cái tác dụng thanh lọc không khí, tránh được cái ô nhiễm không khí xung quanh nơi các bạn ngủ, đảm bảo hít thở không khí trong lành khi mà ngủ. Khi cơ thể được thoải mái, không khí được thanh lọc, cái mùi hương dễ chịu sẽ khiến cho các bạn có một cái giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn, đẩy lùi những cái ưu phiền, những cái phiền muộn, những cái tiêu cực để tận hưởng trọn vẹn nhất
cái giấc ngủ của mình. Và chắc chắn khi mà có một giấc ngủ chất lượng thì ngày làm việc hôm sau của các bạn sẽ tràn đầy cái năng lượng, hứng khởi và hiệu quả hơn. Cái vị trí thứ hai mà chúng ta có thể chọn đặt tỏi đó là gì? Đặt tỏi dưới gối ngủ. À, quý vị thân mến, cái việc làm này rất đơn giản, không hề cầu kỳ. Điều các bạn cần làm duy nhất chỉ cần một vài cái nhánh tỏi rửa sạch, sau đó đặt chúng vào dưới gối ngủ. Đấy. Một vài cái gợi ý cho các bạn đó là các bạn cũng có thể đặt tỏi ở cái túi hoặc là đầu giường ấy, hoặc bất kỳ nơi nào đó gần bạn, rồi bắt đầu yên tâm chìm vào giấc ngủ. À, cách làm này không phải có hiệu lực ngay, mà để thường xuyên thì các bạn sẽ quen dần với cái mùi hương có phần hăng hắc của tỏi. Và những cái ngày sau đó, chất lượng cuộc sống, chất lượng giấc ngủ của các bạn cũng sẽ được cải thiện một cách rõ rệt. Tỏi không chỉ là cái gia vị quen thuộc mà còn có rất nhiều cái công dụng như chống viêm. Tỏi có vị cay, tính ấm, có tác dụng giải độc, sát trùng, chữa tiêu chảy, kháng ung thư và bảo vệ gan, tốt cho cái phần tim mạch và tăng cái đề kháng miễn dịch, kháng virus. Một trong những công dụng của tỏi đó là diệt vi trùng. Khi mà bị cảm lạnh hoặc là hen phế quản ho gà ấy, thì người ta thường xoa ngực bằng tỏi giã nhỏ. Đó. À, dân gian theo quan niệm đặt tỏi ở dưới gối để chữa những cái chứng mất ngủ do các tác động tiêu cực đến cái hệ thần kinh, giúp cho người ngủ bình tĩnh hơn và thư giãn được cái đầu óc. Thưa quý vị, từ cổ xưa người ta cũng đã biết sử dụng tỏi để tăng cái sức khỏe và tăng cái sức dẻo dai và phòng chống bệnh tật. Các lực sĩ ở thời thượng cổ trong các kỳ Olympic thì đều ăn tỏi trước khi thi đấu. Thợ xây kim tự tháp Ai Cập cũng ăn tỏi hàng ngày để tăng cường cái sức khỏe. Khi mà sức khỏe tốt thì các bạn sẽ có giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn. Trong đông y, mất ngủ do rối loạn can khí gây nên. Để điều trị thì các bạn cũng cần phải tìm hiểu cái nguyên nhân để điều trị cái triệu chứng, thay đổi cái lối sống và gì cải thiện cái giấc ngủ của mình, chú ý về cái chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt, thay đổi cái môi trường làm việc, tránh các yếu tố stress. Quý vị nên là ngủ và thức ở một cái thời gian nhất định, không nên uống các chất kích thích như là cà phê, trà đậm vào buổi tối. Bên cạnh đó thì quý vị cũng nên thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để tăng cường cái sức khỏe cho mình. Thưa quý vị, tỏi có tác dụng tốt như vậy, nhưng mà khi đặt tỏi trong phòng ngủ, chúng ta cũng phải có một số cái lưu ý nhất định. Tỏi sẽ phát huy cái tác dụng tốt nhất nếu như mà gia chủ sử dụng đúng cách và hợp lý. Sau đây là một số cái lưu ý dành cho các bạn. Để đạt được cái hiệu quả rõ rệt thì các bạn cần phải đảm bảo cái khoảng cách tiếp xúc giữa cơ thể với tỏi. Không nên chuẩn bị một cái gối quá dày. Như thế, cái khoảng cách giữa bạn và tỏi sẽ xa. Cái hiệu quả chữa bệnh nó cũng không được như mong đợi. Bên cạnh đó thì cái gì nhiều quá cũng không tốt. Nếu các bạn đặt quá nhiều tỏi trong phòng ngủ ấy, không những không có hiệu quả mà còn ngược lại, còn phản tác dụng. Cụ thể là sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe, có thể gây mất khí, tan huyết. Nhiều tỏi sẽ khiến cho cái mùi tỏi quá nồng đậm. Điều này có thể bị làm các bạn gì? Khiến các bạn sáng ra bị ám mùi lên quần áo, lên cơ thể và sẽ gây khó chịu cho những người tiếp xúc với mình. Đó là cái vị trí đầu tiên để đặt tỏi. Vị trí thứ hai là đặt tỏi trên bàn thờ thần tài. Quý vị thân mến, bên cạnh những cái vật phẩm phong thủy thờ cúng quan trọng như là bát hương, nến, đèn, trà, hoa, đó, thì nhiều gia chủ cũng đặt thêm 5 củ tỏi trên bàn thờ với cái mong muốn là thu hút cái tài lộc cho mình. Tỏi là một cái loại gia vị được sử dụng phổ biến trong các món ăn hàng ngày, vừa là cái bài thuốc dân gian có cái khả năng trị liệu cảm cúm, hạ huyết áp và phòng ngừa ung thư. Xong, bên cạnh đó, theo quan niệm dân gian thì tỏi là một trong những cái vật phẩm tâm linh trừ tà hóa sát. Tại Việt Nam thì nhiều người vẫn có thói quen mang bên mình một củ tỏi khi đi đám tang hoặc là gì, hoặc là khi trẻ con mỗi khi mà được bố mẹ đưa đi chơi ấy, với cái mục đích là phòng thân và tránh cái âm khí. Nhiều người cho rằng cái việc mang tỏi sẽ tránh bị ma dắt, thậm chí ở nhiều nước phương Tây ấy, tỏi còn được xem là cái bùa hộ mệnh để chống lại ma cà rồng và những cái linh hồn quỷ dữ. Nhiều chuyên gia cho rằng sức mạnh và cái năng lực của hai vị thần tài và thổ địa còn hạn chế nên sẽ rất khó để ngăn chặn cái sự phá phách của yêu ma. Chính vì tỏi có tác dụng xua đuổi tà khí, giảm cái tinh khí của linh hồn, nên cái việc đặt tỏi trên bàn thờ sẽ bảo vệ các vị thần linh. Từ đó mà công việc làm ăn của gia chủ sẽ thuận lợi và hanh thông. Khi lập bàn thờ thần tài, gia chủ cũng nên chuẩn bị 5 củ tỏi thật tươi, đặt trong một cái đĩa nhỏ sạch, hoặc là để cả bó tỏi nguyên rồi đặt lên trên bàn thờ. Cũng theo phong thủy, thì việc bày tỏi trên bàn thờ thần tài cũng sẽ giúp các vị thần tài dễ trừ, bài trừ các vị đạo trích hoặc là những vong hồn xấu có ý định hãm hại gia chủ. Một khi mà các vị thần đã được an toàn, gia chủ mới được bình an và không bị phá phách.
Thưa quý vị, đó là những cái vị trí để chúng ta có thể đặt tỏi giúp thu hút cái may mắn, thu hút cái tài lộc cho gia chủ. Và tiếp theo chương trình, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về một cái mẹo vặt giúp thu hút tài lộc cho mọi người. Nếu không ấy, thì thật là có lỗi với chính mình. Nếu bạn không biết việc đặt cái hạt đậu đỏ trong nhà có cái công hiệu thần kỳ gì ấy, thì xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, khi nhắc đến cái hạt đậu đỏ, ắt là các bạn sẽ nghĩ ngay đến những cái chén chè đậu đỏ thơm ngon, thanh nhiệt trong những cái ngày hè. Tuy nhiên, không chỉ là cái nguyên liệu làm nên những cái món ăn ngon, bổ dưỡng, đậu đỏ còn là một cái vật phẩm phong thủy giúp đổi vận cực kỳ hiệu nghiệm. Màu đỏ của hạt đậu tượng trưng cho cái sự may mắn, đây là cái màu sắc mở đường cho tài lộc đấy, tự vào trong nhà. Bên cạnh đó, mọi điều không may mắn sẽ bị hạt đậu đỏ tiễn ra khỏi cái căn nhà, giúp cho cái không gian nhà được sạch sẽ và thoáng mát hơn. Quý vị hãy chuẩn bị một nắm đậu đỏ căng mẩy không bị sứt mẻ, một cái túi gấm màu đỏ có dây rút để thực hiện. Đó. Các bạn có thể cho hạt đậu đỏ vào trong túi gấm. Nếu là nam thì cho 7 hạt, còn nữ thì để 9 hạt. Sau đó rút dây lại và đặt cái túi gấm dưới gối ngủ của mình. Cứ cách một tuần các bạn lại thay đậu đỏ một lần. Theo quan niệm truyền thống ấy, thì điều này không chỉ giúp hóa hung thành cát. Túi đậu đỏ này là một cái vật phẩm phong thủy giúp cho cái đường tình duyên của gia chủ sẽ được suôn sẻ, tiền bạc thì tự chui vào túi ào ào. Mọi công việc thì đều diễn ra hanh thông và thuận lợi. Thì ngoài đậu đỏ, các bạn có thể dùng các mẹo dân gian để xua đuổi cái vận khí cũng cực kỳ hiệu nghiệm. Nếu như đang bị vận xui bám giết thì các bạn chỉ cần nắm một nắm muối vào tay rồi ném qua vai trái thì mọi điều xui xẻo sẽ được ném lại sau lưng. Lưu ý là nam giới thì ném qua vai trái, còn nữ giới thì ném qua vai phải. Nếu mà cảm thấy trong lòng mình bất an, lo lắng, như là dự cảm sắp có điều không may mắn xảy đến với mình ấy, khi mà ra khỏi nhà, thì các bạn cũng cần mang theo một miếng vải đỏ, có thể cho vào một cái túi hoặc là cho vào ví tùy bạn. Nhưng mà tuyệt đối không được cho ai ngoài các bạn biết được cái miếng vải đỏ này. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể nấu nước hoa bưởi để tắm gội. Đấy, mọi điều không may mắn sẽ được trôi theo cái làn nước, giúp quý vị thâu thu được cái may mắn tài lộc và lưu giữ được cái hương thơm trên cơ thể. Quý vị có thể rửa sạch, phơi khô cái vỏ trứng ngỗng, chờ đến đêm trăng rằm, dùng than chấm vào một cái chấm đen trên vỏ. Tiếp theo đó là quý vị dẫm chân vào cái vỏ rồi niệm hóa hung thành cát, đấy, vận xui qua đi 6 lần. Ngày hôm sau hãy dùng 4 mảnh vải đỏ gói cái trứng ngỗng lại rồi đem chôn ở 4 hướng khác nhau và đè viên đá lên cái hố chôn đó thì cái vận xui cũng sẽ bị chấn giữ và không còn cái cơ hội quấy phá các bạn nữa. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái mẹo may mắn đấy, để giúp quý vị xua đuổi vận xui và mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.